Xin chào tất cả các em, chúng ta sẽ tiếp tục phần bài học số 12 trong chương trình tiếng Anh lớp 8 với kỹ năng listen. Và ở trong bài học listen này, chúng ta sẽ được thực hành lắng nghe một phần dự báo thời tiết ha. Và các em hãy cùng quan sát lên màn hình để cùng làm quen với một số từ mới trong bài học này. Cô có từ đầu tiên rất là quen thuộc đối với chúng ta vì mình đã được học ở những bài trước, đó là weather forecast. Weather forecast hoặc là weather report đều có nghĩa là dự báo thời tiết ha. Cô có từ tiếp theo đó là từ degree. Degree đó chính là độ C ha. Mình đã được học về độ C trong các chương trình vật lý và trong tiếng Anh thì người ta đọc nó là degree. Rồi, một tính từ tiếp theo sẽ xuất hiện trong bài đó là từ humid. Humid có nghĩa là ẩm ướt ha. Cô có từ minus. Minus có nghĩa là âm độ ha. Khi mà mình thể hiện âm độ C thì mình sẽ thêm dấu trừ. Hoặc là trong một số trường hợp mình sử dụng phép tính là dấu trừ cũng có thể nói nó là minus. Ok. Các em hãy phân biệt, có một số bạn bị nhầm giữa minus và minute ha, mặc dù hai mặt chữ này nó không giống nhau lắm nhưng có một số bạn cô thấy có bị nhầm lẫn. Từ này mình đọc là minus, còn từ giây từ phút trong giờ á, thì mình sẽ đọc là minute. Cô có từ windy. Các em hãy quan sát khi mà cô che âm y ha. Chữ cái y ở cuối này đi, mình sẽ có từ wind. Wind có nghĩa là gió và khi mình thêm đuôi là âm y này vào thì mình sẽ có từ windy, nó là một tính từ, nó có nghĩa là có gió ha. Hôm nay thời tiết thì có gió, mình dùng từ windy. Tương tự như vậy thì mình có từ snowy. Khi mà mình che âm cuối cùng là chữ cái này đi thì mình có từ snow có nghĩa là tuyết và khi thêm này vào thì sẽ là có tuyết, được chưa nào? Vậy là một số từ vựng sẽ xuất hiện trong bài. Mình cùng đọc lại: weather forecast, weather report, degree, humid, minus, windy, snowy. Rồi các em hãy quan sát lên bảng này của cô. À, đề bài yêu cầu mình listen to the weather report, then fill in the blanks in the table with the information you hear. Mình sẽ cùng lắng nghe một cái bài dự báo thời tiết. Sau đó thì các em hãy điền vào những chỗ trống ở trong cái bảng này cùng với những cái thông tin mà các em được nghe. Và ở đây thì người ta đã cung cấp cho mình một số từ vựng ở trong cái khung này để mình cùng điền. Đầu tiên người ta cung cấp cho mình một số tính từ khi mà nói về thời tiết thì hãy cùng ôn tập lại một số tính từ. Cô có từ cloudy. Khi mình che âm cuối cùng này đi mình có từ cloud là đám mây, đúng không nào? Vậy thì đây tính từ cloudy có nghĩa là trời có mây, nhiều mây, gồm từ cloudy. Cold, các em đã được học rồi, có nghĩa là lạnh. Cool, mát mẻ. Dry là khô ráo. Fine là tốt, đúng không nào? Thời tiết trong lành, thời tiết hôm nay khá là đẹp, khá là tốt, mình dùng từ fine. Humid, mình vừa mới được học, đó là ẩm ướt. Rainy, tương tự, người ta thêm y vào cho nó thành tính từ, còn nguyên gốc của nó sẽ là rain là mưa và đây là có mưa ha. Snowy có tuyết. Sunny tương tự như vậy, mình có từ sunny và người ta double chữ n, đúng nào? Do đây là âm đơn mình đọc là sun và khi thêm vào mình sẽ đọc là sunny, có nắng. Warm ấm áp. Wet cũng là thời tiết ẩm ướt, được chưa nào? Và windy là có gió. Và ở đây mình sẽ được nghe thông tin thời tiết của 6 thành phố: Sydney, Tokyo, London, Bangkok, New York and Paris. Ở bên này mình sẽ điền những cái tính từ về thời tiết trong cái bảng này. Và để cung cấp thêm cho các em thông tin về nhiệt độ thì người ta đã đưa ra một cái bảng tiếp theo.
Ở đây người ta quy định nhiệt độ thì có nhiệt độ thấp và nhiệt độ cao. Nhiệt độ thấp thì người ta gọi là low. Nhiệt độ thấp ở đây là bao nhiêu đây? Minus 5 degrees centigrade. Ha. Đây là nhiệt độ đo theo độ C, có nghĩa là nhiệt độ chuẩn. Ha. Ở đây là âm 5 độ C được xếp vào là low. 0 degree có nghĩa là 0 độ C là thấp rồi ha. 3 degrees cũng là nhiệt độ thấp. Bây giờ mình sang nhiệt độ cao xem là nhiệt độ cao thì là ở mức nhiệt độ bao nhiêu nhé. 22 degrees, 22 độ C. 30 degrees là 30. 32 degrees, 32. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe một đoạn một bài dự báo thời tiết để hoàn thành cái bảng sau. Rồi, các em hãy quan sát lên màn hình một lần nữa. Để giúp các em vừa lắng nghe mà vừa có thể theo dõi được bài nghe, thì cô đã đưa bài nghe này cho các em, thông tin bài nghe trên màn hình. Các em có thể vừa lắng nghe và vừa theo dõi lên màn hình nhé. Bây giờ hãy cùng lắng nghe nhé. Listen to the weather reports. Then, fill in the blanks in the table with the information you hear. The words in the boxes may help you. And here is today's weather forecast for the international traveler. 1. Let's start with Sydney. It will be a dry day in Sydney today, and windy. For the temperature, the low will be 20 and the high will be 26 degrees. 2. Tokyo will be dry and windy, with a low of 15 and a high of 22. 3. London is going to have a humid day. It will be very cold with a low of minus 3 and a high of 7. 4. Bangkok will be warm and dry, with a low of 24 degrees centigrade and a high of 32. 5. New York is going to have a windy day. It will be cloudy with a low of 8 and a high of 15. 6. In Paris, it will be cool and dry today. The low will be 10 degrees and the high will be 16. Vậy là mình vừa mới lắng nghe xong bài dự báo thời tiết cùng với việc theo dõi lên màn hình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng điền những vị trí ở đây. Đầu tiên là thông tin về Sydney. Người ta nói là Sydney will be dry and Sydney will be a dry day. It will be dry day in Sydney today and windy. Vậy thì ở đây thông tin weather người ta đã điền là dry and windy. For the temperature, the low will be 20 and the high will be 26 degrees. Vậy thì nhiệt độ ở đây mình sẽ phải điền vào vị trí là low. Vậy thì theo thông tin của bài thì ở đây the low will be 20. Vậy mình sẽ điền số 20 ở vị trí low của thành phố Sydney. Được chưa nào? Tiếp theo đến thành phố Tokyo. Tokyo will be dry and windy. Vậy là ở phần weather của Tokyo mình sẽ điền tiếp là dry and windy. With a low of 15 and a high of 22. Ở phần low này người ta đã điền cho mình số 15. Vậy thì high của nó sẽ là 22. Okay, số 22. Number 3, London. London is going to have a humid day. Vậy thì ở thông tin weather, mình sẽ điền là humid. It will be very cold with a low of minus 3 and a high of 7. Vậy thì ở thông tin temperature, mình sẽ vừa phải điền về low và vừa phải điền là high. Vậy thì nhiệt độ thấp ở đây là minus 3, có nghĩa là âm 3. And a high of 7. Vậy thì nhiệt độ cao ở đây nó là 7 độ. Vậy chứng tỏ London lúc này rất là lạnh. Như nào? Number 4, Bangkok.
Bangkok will be warm and dry. Thế ở đây người ta đã điền cho mình là warm ở cold weather và thiếu ở đó đó là dry. With a low of 24 degrees centigrade and a high of 32. Vậy thì ở thông tin low mình sẽ điền là 24, số 24, and high of 32, là 32. Number 5, New York. New York is going to have a windy day. It will be cloudy with a low of 8 and a high of 15. Vậy thì ở thông tin weather trong New York mình sẽ điền là windy and cloudy. Low of 8, như vậy là số 8 mình sẽ điền ở cột low temperature. And 15, high temperature. And the last city is Paris. In Paris, it will be cool and dry today. Vậy thì weather mình sẽ điền là cool and dry. The low will be 10 degrees and the high will be 16. Vậy thì chỗ này mình sẽ điền số 16. Như vậy là mình vừa mới hoàn thành nội dung yêu cầu của phần listen trong bài học số 12 của chương trình tiếng Anh lớp 8. Thông qua bài học này thì chúng ta đã nắm được một số cái đặc điểm thời tiết của một số quốc gia trên thế giới. Nó sẽ phục vụ tốt cho mình trong cái việc tìm hiểu khi mà đi du lịch ở nước ngoài. Vậy là bài học này cô đã cung cấp cho em một số thông tin về đặc điểm thời tiết và cái khí hậu cùng với nhiệt độ ở những thành phố nổi tiếng. Cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi video này và hãy đón xem những video sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn các em đã xem video bài giảng của Học 247. Hy vọng rằng các em sẽ nắm vững những kiến thức bổ ích mà thầy cô đã truyền đạt và hãy chia sẻ cho bạn bè học cùng. Để theo dõi và xem thêm nhiều video bài giảng mới từ lớp 10 đến 12, các em hãy click đăng ký kênh Học 247 nhé.